vị và các bạn thân mến, tiền lũ không ăn chặn, thần y không lừa bịp thiên hạ và pháp luật nghiêm minh đưa Phương Hằng lương thiện vào T30. Cựu nhà báo Lê Phương Dung chia sẻ, bên cạnh quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với tin báo tố giác một số nghệ sĩ ăn chặn tiền từ thiện, Thiếu tướng Hồ Sĩ Niêm, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự C02 Bộ Công an cho biết, cơ quan này không có căn cứ để giải quyết đối với doanh nhân Nguyễn Phương Hằng. Theo luật sư Trần Xuân Tiền, đoàn luật sư thành phố Hà Nội thì rất khó để xác định siêu Nguyễn Phương Hằng có hành vi vu khống. Để làm rõ hành vi này, cơ quan điều tra phải xác định được người đứng ra tố giác biết rõ nội dung mình tố cáo là không có thật, nhưng vẫn cố tình gửi đơn bịa đặt. Luật sư Tiền nói, CEO Nguyễn Phương Hằng đã có ý thức đấu tranh bảo vệ lẽ phải, dù việc làm này có sai, có đúng. Tuy nhiên, căn cứ vào kết quả xác minh cơ quan điều tra, chỉ có thể chuyển vụ việc sang khiếu nại khởi kiện dân sự nếu có căn cứ cho rằng chị Phương Hằng làm ảnh hưởng đến uy tín danh dự nhân phẩm của người khác. Chính các nghệ sĩ cũng vậy, họ không bị cơ quan điều tra khởi tố nhưng không đồng nghĩa với việc họ đã làm đúng hết. Nhờ có siêu Phương Hằng làm ầm lên một số nghệ sĩ, cụ thể là tên Hề Hoài Linh, sau gần 7 tháng mới chịu chuyển số tiền hơn 14 tỷ của Mạnh Thường Quân, gửi gắm đến người dân chịu ảnh hưởng mưa lũ. Tự hỏi nếu Phương Hằng không lên tiếng, không biết số tiền đó sẽ đi về đâu. Luật sư Trần Xuân Tiền nói, đối với quyết định của C02 không khởi tố vụ án hình sự với các nghệ sĩ, các bên vẫn có quyền khiếu nại nếu chưa hài lòng. Riêng tôi không bao giờ tin tiền lũ không ăn chặn, bởi trước thời điểm kêu gọi tiền từ thiện vào tháng 10 năm 2020, thì cô ta đã từng than cạn kiệt tiền trên các phương tiện truyền thông. Vào tháng 3 năm 2020, tôi làm được bao nhiêu tiền đã đem đi từ thiện hết rồi, nên giờ kinh tế cũng eo hẹp, chứ không dư giả để làm MV một cách thoải mái. Hơn nữa, công việc kinh doanh của tôi cũng bị ảnh hưởng, con cái lại nghỉ học, mọi thứ xáo trộn hết cả. Bản thân vợ chồng tôi đang phải gồng gánh cho doanh nghiệp của mình. Bình thường chúng tôi trả lương nhân viên rất cao. Trong thời điểm dịch bệnh này, dù không làm ăn được nhưng chúng tôi vẫn phải giữ mức lương đó, rồi trả điều cho họ để giữ người. Nếu không làm thế sau dịch, sẽ khó tìm lại được những người có năng lực như vậy. Tình hình hiện tại đang rất căng với chúng tôi. Việc Công an TP.HCM kết luận Võ Hoàng Yên lừa bệnh nhân nhưng không lừa doanh nhân Nguyễn Phương Hằng và xác định chị Nguyễn Phương Hằng tự nguyện đưa cho Võ Hoàng Yên số tiền hơn 183 tỷ để trả nợ, xây dựng, sửa chữa chùa và làm từ thiện thì tôi thấy chưa thật sự khách quan và đúng bản chất của sự việc. Chưa làm rõ việc lăng băm Võ Nằm Yên rêu rao chữa bệnh từ thiện nhưng lén lút bán phiếu chữa bệnh cũng như việc làm từ thiện của Yên có nhiều khuất tất lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Thứ nhất, vì những tuyên bố trên, báo Hà Tĩnh Điện tử ngày 6 tháng 11 năm 2021. 6 năm qua, tôi chưa nhận bất cứ đồng tiền nào từ bệnh nhân. Thời gian có hạnh phúc nào hơn khi mang lại hạnh phúc nụ cười cho người khác. Mỗi năm tôi chữa trị, được hơn 4.000 người cầm điếc biết nói chẳng khác gì. Cho mình là thần y, nên thằng Võ Hoàng Yên mới lừa thiên hạ. Và thứ hai, việc Võ Nằm Yên nhờ chuyển 12 tỷ đồng trả nợ cho cha của vợ cũ, nhưng lừa dối siêu Phương Hằng đó là chủ nợ Sở Y tế Hà Tĩnh. Đặt cách cấp phép cho Trung tâm Phục hồi Chức năng và Dưỡng sinh Võ Hoàng Yên hoạt động hỗ trợ hàng trăm triệu đồng cho trung tâm này, hoạt động hàng chục ngàn bệnh nhân đến trung tâm của Võ Nằm Yên để được chữa bệnh. Chưa có ai lên tiếng là được chữa lành. Tên lăng băm Võ Hoàng Yên bỏ đi, không quay trở lại Hà Tĩnh, trung tâm bị bỏ hoang, tiền bạc đầu tư trôi theo mây khói. Nhiều cá nhân tổ chức trong đó có cả vợ chồng doanh nhân Huỳnh Uy Dũng, Nguyễn Phương Hằng. Vì tin vào những lời tuyên bố của lăng băm Võ Hoàng Yên, có thêm sự tham gia của truyền thông đã hỗ trợ tiền cho thần y chữa bệnh cho người nghèo, trồng thuốc nam, xây chùa chữa bệnh miễn phí là chiêu rất độc. Nhờ chiêu này mà tiền tài trợ của đại gia mới nhiều đó. Có phải là hành vi lừa đảo không? Rồi cặp đôi tri kỷ Dũng Hằng, nhân duyên thật kỳ lạ. Khi người ta còn chưa biết gì thì nó đã kịp thời xe duyên để họ tìm thấy nhau chung cùng một ngày tháng sinh. Tuy rằng Phương Hằng không bao giờ nhờ vả gì tôi cả, song tôi sẽ luôn luôn đồng hành và ủng hộ. Cuối cùng, siêu Nguyễn Phương Hằng có thể tiếp tục gửi đơn lên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương để khiếu nại cả hai vụ việc trên, bởi bên cạnh chị là sự ủng hộ đông đảo của đại đa số cộng đồng mạng.
và những người yêu chính nghĩa, tôn trọng sự thật. Và chị Phương Hằng không đấu tranh gì cho bản thân mình cả. Tôi thật sự cảm phục và rất đồng cảm với chị. Người dùng mạng bình luận bên dưới bài viết: tôi tham gia vào việc này không phải vì thần tượng bất kỳ ai. Đối với tôi không có khái niệm thần tượng ngay từ đầu. Và cho đến bây giờ tôi luôn xác định con đường mình đi là đứng về phía nạn nhân của Võ Nam Yên. Những con người là hiện thân của bệnh lao khổ, là thân vận lam lũ, vốn nhiều thiệt thòi trong xã hội. Thấy sự đầy rẫy hỗn loạn, tôi quả thật không khỏi xót xa trước tình người và sự khắc nghiệt trong trái tim người đó, là những người đã cùng đi chung một con đường, dốc lòng vì lẽ phải. Thế nhưng trong số đó lại có những kẻ tiểu nhân lợi dụng lòng tin tuyệt đối ấy để đưa đồng đội của mình vào bẫy hạ bệ bà Phương Hằng bằng phương thức là hèn hạ nhất, rồi hả hê vui sướng với thành quả này. Đó là khi vui vẻ bao nhiêu, kênh YouTube của nhau ăn theo tung hứng tương tác qua lại. Lúc thuận lợi người ta thi nhau tán dương ca tụng, những bài nói chuyện thậm chí thổi phồng tôn sùng ai đó bằng những mỹ từ hào nhoáng như số nữ tướng yêu nước. Thế nhưng khi một người thất thế, đám đông lại nhanh chóng quay lưng, biến thành các quan tòa lạnh lùng kết án họ về những tội trạng khắt khe bằng vô vàn thứ ngôn ngữ hàn học nặng nề. Dù bản chất xấu tốt thế nào cũng từng là những người đi cùng một hướng đi. Có bất cứ vấn đề gì xảy ra, sao không chọn cách tin nhau trước, sao không chậm lại để suy xét trước khi phán xét. Trong khi đó các YouTuber còn lại vội vàng rồi bám trên lúc yếu thế và cô độc nhất của một con người thành món mồi béo bở, thành hot trend, rồi hòng nâng kênh của mình lên, hòng kiếm thêm vài đồng bạc lẻ từ YouTube. Không cần biết điều đó có thể làm cho họ tổn thương đến thế nào. Đó là đối với một người đã từng sốc lòng hỗ trợ lên tiếng giải thích bảo vệ mình trong những lúc bế tắc khó khăn nhất. Dù có khi điều đó không xuất phát từ động cơ trong sáng, nhưng khi có vấn đề xảy ra, sao con người ta lại không hành xử với nhau một cách nhân văn hơn, tế nhị hơn, tình người hơn, thay vì miệt thị người ít nhiều có ơn với mình bằng các loại ngôn từ mặt hạng nhất có thể như là giả điên, không cùng level. Vậy thì đẳng cấp ở đây là gì đối với tôi? Nó không nằm ở địa vị xã hội hay là giá trị tài sản được đong đếm bằng hột xoàn kim cương, mà nằm ở sự tử tế lương thiện và cách cư xử với những người yếu thế qua mỗi lần sóng gió của cuộc đời. Mỗi chúng ta có mặt trên cuộc sống này là phải chiến đấu liên tục, chiến đấu với chính mình, với những là nhiễu nhương của cuộc đời. Nhưng chiến đấu ở đây với tôi không phải là để trở thành một anh hùng, một vĩ nhân hay vì quyền lực, mà là để giành quyền sống công lý và được sự bình đẳng giữa người với người. Thưa quý vị, trong lịch sử dân tộc Việt Nam đã chứng minh và khẳng định bất kỳ một chế độ nào, một tổ chức nào hay một cá nhân nào, nếu đã và đang quan tâm và chia sẻ những khó khăn vất vả đối với đời sống của người dân nghèo, thì người dân nghèo luôn tin và yêu mến, biết ơn và sẵn sàng ủng hộ họ nhiệt tình. Nguyễn Phương Hằng là một trong những người phụ nữ đẹp về nhân cách sống vì người dân nghèo. Tôi và người dân nghèo luôn ủng hộ, biết ơn, yêu thương và ủng hộ Nguyễn Phương Hằng 100%. Mới đây, cơ quan khí tượng quốc gia thông báo thành phố Hồ Chí Minh sẽ có một trận mưa lớn tại thành phố này, đặc biệt là tại huyện Củ Chi. Nhiều người dự đoán đây sẽ là một trận mưa lớn nhất trong lịch sử mà thành phố này chưa từng gặp phải. Nhưng sau cơn mưa này, khí tượng quốc gia dự báo sẽ thay đổi đột ngột 360 độ tại huyện Củ Chi. Thưa quý vị, quay lại với sự việc, tứ trụ sẽ xem xét vụ việc nữ siêu Nguyễn Phương Hằng, bác tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và tướng Tô Lâm chính thức đã có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Cùng trong ngày hôm nay, một thông tin cực chấn động mà ban biên tập bản tin chúng tôi mới nhận được từ Trung ương cho biết, bác tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đáng kính đã có quyết định vào cuộc xử lý vụ bà Nguyễn Phương Hằng. Cụ thể thì theo nguồn tin nội bộ cho biết, trong một cuộc họp quốc hội vào chiều ngày hôm qua, bức tâm thư của bà Nguyễn Phương Hằng để được đọc trước toàn thể 50 lãnh đạo quốc hội. Cái bức tâm thư được đọc lên thì đã có rất nhiều người rơi nước mắt. Ngay lập tức sau cuộc họp thì Tổng Bí thư bác Nguyễn Phú Trọng đã đề nghị cấp dưới sắp xếp lịch để ông vào Nam một chuyến. Vậy thì những lời kêu khóc của siêu Nguyễn Phương Hằng đã thấu đến tận Trung ương. Và chúng tôi đảm bảo chắc chắn 100% rằng bác Trọng sẽ đích thân đứng ra phán xét vụ việc này, thì chắc rằng công lý sẽ được thực thi. Mặc dù chúng tôi những người làm chương trình cũng chưa biết rõ được lịch trình của bác Trọng vào Nam, tuy nhiên chúng tôi cũng tin rằng ít nhất là một tín hiệu cho chúng tôi thấy được niềm hy vọng về một vụ đốt lò của bác Trọng sẽ được thực thi tại miền Nam. Bởi chúng ta biết rằng ông Phan Văn Mãi cho đến nay đã có rất nhiều đồn đoán về vụ việc ăn hối lộ từ một số ca nghệ sĩ đã có đơn thư và tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng. Được biết
thì ông Phan Văn Mãi là kẻ hai mặt, bởi trước đó ông rất là thân thiết với vợ chồng ông Dũng Lò Vôi và bà Nguyễn Phương Hằng, và việc ông Phan Văn Mãi được Trung ương tín nhiệm giao trọng trách rất quan trọng, cũng có sự hậu thuẫn từ phía sau của vợ chồng ông Dũng Lò Vôi và bà Nguyễn Phương Hằng. Được biết hàng chục tỷ đồng đã được rót cho ông Phan Văn Mãi chỉ trong năm 2021 để giúp đỡ cho ông này trong việc chống dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên thì ông Phan Văn Mãi đã ăn cháo đá bát với bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng và với công ty Đại Nam qua một buổi livestream của bà Phương Hằng đã nhắc tên ông này trên sóng livestream. Ngay sau đó chỉ vỏn vẹn trong 2 ngày, ông Phan Văn Mãi cho thuộc hạ của mình là Lê Hồng Nam, giám đốc quan thành phố Hồ Chí Minh đến bắt bà Nguyễn Phương Hằng. Chúng ta cũng không quên nhìn lại sự việc của Phan Văn Mãi trong đơn tố cáo của bà Phương Hằng về việc ăn chặn tiền từ thiện của các ca nghệ sĩ, liệu có hay không sự dính líu đến tiền và tình. Và bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.